Xin chào các cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Và còn hôm nay thì em đến với bãi kiển của em Tiền ha, ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre để em Tiền quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống, mai ghép giống xuông mình lại nè. Ở nhiều ngọc toàn ha cô chú anh chị ha. Hàng tràn thông cho Tết năm 2025 luôn cô chú anh chị ha. Giá cực kỳ yêu thương luôn. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho dùng của em Tiền nha. Và không có thời gian nữa ha, em mời cô chú anh chị mình về gặp em Tiền để em Tiền chào giới thiệu và giao lưu luôn ha. À, anh chào em Tiền nha. Dạ rồi, em chào anh Hàng, kính chào quý cô chú anh chị ha. À, hôm nay là trở lại kênh của Mai Vàng Bến Tre. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình một lô siêu bông bình lợi và nhiều ngọc toàn ha cô chú anh chị. Rồi. Rồi, tiếp ở clip trước ha. Em giao lưu cây này là cây 9T ạ. Rồi. Cây giống gì đây em? Dạ cái này là giống siêu bông bình lợi ha. Bình lợi ạ. Rồi. Cây này là cao là được 82 ha. Tán ngang là được 78 ạ. Là gốc to của chú anh chị ha. Quỳnh thân là được 24 luôn ha. Rồi, cái này già cô chú anh chị, hàng bao chơi Tết nha cô chú anh chị. Dạ rồi, cây này em xin giao lưu giá là 1 triệu ạ. Rồi 1 triệu mình bao ship luôn ha. Dạ đúng rồi. Rồi mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số là 10T ạ. Rồi. Cũng là một cây siêu bông mình lại nữa ha. Rồi, cây tàn quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ha. Cây này là cao là được 83. Rồi. Tán ngang là được 84 ạ. Rồi. Cái này gốc to cô chú anh chị ha. Lô này gốc to không ha. Quỳnh thân là được 23 rưỡi luôn ha. Rồi 23 rưỡi đến 23 ha em ha. Dạ. Rồi. Cái này cái tàn rất là ngon cô chú anh chị ha. Cái này về mình bấm mấy cái cần hỏng mới này nè cô chú anh chị ha. Bấm cho nó bung tàn cho ấm tàn ha. Mà cái tàn này cũng khá là ấm mà. Cái này dằn dây một cái tàn dữ lắm nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Cái này xin giao lưu là giá là 1 triệu mốt ha. Rồi 1 triệu mốt mình bao ship luôn em ha. Dạ. Rồi mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Cây mã số là 11T ha. Rồi. Một cây siêu bông mình lại nữa nha. Cây này tàn quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ha. Tàn dày lắm nha. Cây này là cao là 97 ạ. Cây này thợ chưa dặn dây ra chứ dặn dây ra cây này là nhìn thê luôn á cô chú anh chị. Tán ngang là 87 luôn ạ. Rồi. Quỳnh thân là được 23 luôn ha. Rồi. Dạ rồi, cây này em xin giao lưu là giá là 1 triệu mốt ha. Rồi 1 triệu mốt. Dạ. Bao ship luôn đúng không em? Dạ bao ship luôn ạ. Rồi cây xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn cô chú anh chị ơi. Đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Cây mã số 12T ạ. Rồi bình lợi tiếp em ha. Dạ một cây bình lợi nữa. Rồi. Rồi cái tàn quá trời đẹp luôn. Đều tàn lắm nha. Cây này là cao là 1m05 ạ. Rồi. Tán ngang là 1m10 ạ. Rồi. Quỳnh thân là được 21 luôn ha. Rồi cái này là nụ kim mà cô chú anh chị ha. Cái dàn nụ ngon lành nha cô chú anh chị ha. Dạ cây này em xin giao lưu là giá là 1 triệu 3 ha, em bao phí ship ha. Rồi 1 triệu 3 ha, cây này dàn dây ra cái tàn khủng khiếp cái tàn luôn nha cô chú anh chị ha. Rồi mình đổi cây luôn em ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo là cây mã số là 13T ha. Rồi. Một cây nhị ngọc toàn ạ. Rồi nhị ngọc toàn cô chú anh chị ha. Rồi cho xin thông số luôn đi em. Cây này là cao là 1m09 ạ. Rồi. Tán ngang là được 84 ạ. Quỳnh thân là được 21 rưỡi luôn ha. Rồi. Cái này có nhánh đây cô chú anh chị ha. Nè, đột biến cẩm thạch nha cô chú anh chị ha. Đột biến thẳng thân cây luôn nè cô chú anh chị ha. Có nhánh một luôn á. Cái nhánh kia thì nó xanh ha. Có nhánh đó nó đột biến lên cẩm thạch luôn cô chú anh chị ha. Dạ rồi. Cái này em xin giao lưu giá là 1 triệu 3 ha. Em bao phí vận chuyển luôn ha. Dạ. Cây quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ha. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 14. Mã số 14T ạ. À. Một cây siêu bông mình lại ha. Tàn đẹp lắm nha cô chú anh chị. Cao là được 114 ha. Rồi. Tán ngang là được 100. Rồi. Cũ nở luôn thôi anh chị ha. Quỳnh cũ là được 21 rưỡi luôn Quỳnh ha. Thân 21 rưỡi. Cũ nè. Của đó cũ luôn em. Cũ nở quá trời đã luôn. Nguyên cũ vàng ôm luôn. Rồi. Cái cũ này là được 34 ạ. Rồi. Rồi. Cái này em xin giao luôn là giá là 1 triệu 3 luôn ha. Rồi 1 triệu 3 mình bao ship luôn em ha. Dạ. Quá trời đẹp. Đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 15T ạ. À. Rồi. Một cây siêu bông mình lại nữa ha. Hàng dài nha cô chú anh chị ha. Hàng này ghép cả 8-9 tháng rồi cô chú anh chị ha. Chờ tới thoải mái luôn nha. Cây này là cao đúng là 1110 ạ. À. Rồi. Tán ngang là được 96 ạ. À. Quỳnh thân là được 20 ha. Rồi. Còn cái quỳnh cũ này là được
33 ha. Rồi. Dạ rồi, cái này xin giao lưu giá là 1,2 triệu ạ. À. Rồi 1,2 triệu bao ship ha. Dạ. Rồi mà đợi cái luôn ha. Được. Rồi tiếp theo cây mã số 16T ạ. À. Rồi. Một cây nhị một còn ha. Rồi. Nó tàn ok luôn cô chú anh chị ha. Cái này là cao là được 90 ạ. À. Cây lên nụ non rồi cô chú anh chị ha. Hàng này thì cho đất ok ha. Tán ngang là 85 ạ. À. Rồi. Quần thân là được 20 ạ. À. Rồi. Bình cũ là được 27 luôn ạ. À. Rồi. Dạ cái này em xin giao lưu là giá là 900 ạ. À. Em bao phí vận chuyển luôn ha. Rồi cái này cuối clip luôn cho em. Dạ cuối clip luôn ha. Dạ cái xin chào quý cô chú anh chị ha. Kính mong quý cô chú anh chị ủng hộ em như những clip trước ha. Rồi. Dạ. Em cũng thay mặt cho kênh cũng như em Tuyền cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mà những clip tiếp theo ạ. À.